Chào các bạn, như các bạn đã biết, tiếng Hán là một loại chữ tượng hình. Chữ tượng hình là dựa trên hình ảnh ý nghĩa của chữ Hán. Nó hoàn toàn khác với tiếng Việt hay tiếng Anh là trên bảng hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán. Vì vậy, đối với người học tiếng Hán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhớ chữ Hán. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số phương pháp và cách học hiệu quả dành cho người mới bắt đầu mà mình đã đúc rút kinh nghiệm trong quá trình dạy và học. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Đầu tiên, đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Hán, chúng ta cần xác định rõ chúng ta học tiếng Trung giản thể hay tiếng Trung phồn thể. Tiếng Trung giản thể là đơn giản hóa từ tiếng Trung phồn thể. Vì vậy, khi chúng ta mới bắt đầu học tiếng Hán, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu, nhu cầu học tiếng Trung của mình là gì nhé. Thứ hai, đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, chúng ta cần tìm cho mình một bộ giáo trình phù hợp. Các bạn có thể tham khảo trên các trang mạng xã hội, các thầy cô, bạn bè giới thiệu, hoặc chúng ta có thể thông qua các trung tâm ngoại ngữ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ giáo trình HSK12 do Trung tâm Ngoại ngữ An Huệ biên soạn. Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo thêm một số các giáo trình như giáo trình Em Su Thung, giáo trình HSK tiêu chuẩn hoặc giáo trình Bố Giả. Thứ ba, đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Hán, chúng ta cần đặc biệt coi trọng việc luyện phát âm. Đây là nền tảng căn bản để chúng ta phát âm chuẩn và giao tiếp thành thạo. Để làm được điều đó, chúng ta cần dành thời gian luyện khẩu hình, luyện nghe và tích cực giao tiếp với người bản xứ. Thứ năm, chúng ta cần nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Khi chúng ta nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản sẽ giúp chúng ta giao tiếp chuẩn và không bị nói ngược. Lưu ý, chúng ta không nên quá nóng vội, đi sâu vào cấu trúc ngữ pháp quá khó và quá chuyên sâu. Cuối cùng, chúng ta cần hình thành thói quen luyện hai kỹ năng nghe và nói. Đây là hai kỹ năng được học viên đánh giá là hai kỹ năng khó, vì vậy chúng ta cần chăm chỉ rèn luyện. Có như vậy, chúng ta mới có thể giao tiếp được thành thạo. Hy vọng những chia sẻ ở trên của mình sẽ giúp các bạn có thêm động lực và đam mê chinh phục tiếng Hán. Hãy like và subscribe Tiếng Trung An Huệ để chinh phục tiếng Trung từ ngày hôm nay nhé!